rất là đẹp đấy như nói. Rồi, nơi vui vẻ nha. Hello, chào con. Đây, tặng cho con con quà nha. Rồi, nơi vui vẻ. Rồi, đây con. Rồi con, em dành tặng cho con nha. Nơi vui vẻ nha. Đây, chuyển qua đây. Anh tặng cho con nha. Nơi vui vẻ nè. Được. Đây, Noel con. Đụng Noel già. Nè, nè, con nhìn mẹ đi. Nhìn mẹ đi. À, chào con. Rồi, Noel vui vẻ nha gia đình. Đây, gửi tặng cho con nha. Đây. Nè. Rồi. Giờ nên tặng quà cho con đây. Rồi gia đình đi chơi vui vẻ nha. Rồi ai giờ nên tặng quà cho con đây. Rồi gia đình đi chơi vui vẻ nha. Đây giờ nên tặng quà cho con đây. Yeah yeah. Con mấy cái số hả? Hôm nay con nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Con đang học lớp mấy? Chưa được đi học luôn hả? Tội nghiệp quá vậy. Rồi con có muốn đi học không? Con muốn mà hết rồi mới đi. Rồi mỗi ngày con bán được bao nhiêu tờ? Rồi 100. Là con lời được bao nhiêu tiền? Mỗi ngày con lời 100 ngàn. 100 ngàn cho con. Con ở với bà nội. Vậy là đây là bà nội con hả? Dạ con chào cô. Cô bán đậu phộng hả? Một bịch như vậy cô bán bao nhiêu tiền? Dạ, chỉ có 10 ngàn thôi. Còn cháu thì nó bán như số phụ. Dạ, tại sao cô không bán như số hả? Cô bán nhưng mà tại vì cô lỗi cô bán bệnh á. Dạ. Cô bán bệnh. Dạ. Rồi, ông già Noel ha. Đầu tiên là sẽ tặng quà cho con. Đây. Rồi ông quà sẽ ông già Noel sẽ tặng cho con một cái phần quà nha. Để cho con muốn ăn cái gì đó trong buổi tối ngày hôm nay nha. Đây ông già Noel sẽ tặng cho con 100 ngàn nha. Rồi chúc gia đình vui vẻ. Con muốn gửi tặng cho cô ha một phần quà để cô có thể làm để dành mua thuốc uống nha. Dạ, con gửi đến cô. Dạ, rồi chúc cô sức khỏe nha. Đây, chào con. Rồi, giờ đây anh tặng cho con nha. Rồi, gia đình đi chơi vui vẻ. Ông già Noel xin chào cả nhà Santa Claus phải không ạ? À, thì cũng chia sẻ với cả nhà luôn. Hiện tại bây giờ là mình đang ở đường 30 tháng 4 ở tại thành phố Cần Thơ nha cả nhà. Trong buổi tối ngày hôm nay, bữa nay là mình quyết định qua Cần Thơ để cùng quay chia sẻ với cả nhà về cái quang cảnh mà người dân ở tại thành phố Cần Thơ đi chơi Giáng sinh. Kèm theo đó là mình sẽ phát tấm lòng thiện nguyện của chú cô bác Phan Quang Cầu mà mình có đổi ra 200 đô này cả nhà, là được là 4.720.000 để hỗ trợ mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến những hoàn cảnh khó khăn và ấm no trong buổi tối Noel ngày hôm nay. Thì trong buổi tối nay mình vừa quay chia sẻ với cái nhà về quang cảnh người dân ha, đi chơi ở tại thành phố Cần Thơ, kèm theo đó là trao tấm lòng của nhà hảo tâm luôn đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xem ở đường phố Cần Thơ những nhà trong ngày hôm nay là có thể nói là một ngày lễ lớn cuối năm của năm 2021 sau mà một trận mà đại dịch quá là lớn luôn rồi ở tại Việt Nam cũng như là trên toàn thế giới ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ha, đây cả nhà xem một vòng đây chung với mình đi. Đó, đây là đường 30 tháng 4. Có thể nói là đây là một trong những tuyến đường mà có một cái đèn hoa nghệ thuật đó cả nhà, chờ đón xuân Nhâm Dần năm 2022. Thì sẵn đây mình sẽ cùng mời cả nhà cùng chung với mình để cùng ngắm đường hoa nghệ thuật ở tại đường 30 tháng 4 này. Kèm theo đó chúng ta sẽ cùng trao đến những hoàn cảnh khó khăn nào mà mình có gặp được trên đường phố đó cả nhà. Đó, thì mình sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn đó. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển xem đường 30 tháng 4 trong buổi tối Giáng sinh Noel năm 2021 này nha cả nhà ha. Dạ rồi, mình mời cả nhà đi mình nha.
Dạ rồi cả nhà ơi, cả nhà xem bây giờ là 7 giờ 15 phút. Phải nói là cái số lượng mà người dân ở tại thành phố Cần Thơ đó nha, đi chơi trong đêm Noel hôm nay á, cực kỳ đông luôn. Nó khác biệt chứ hoàn toàn ở khung cảnh ở Noel Giáng sinh ở tại Vĩnh Long nha cả nhà. Tại vì theo như mình được biết thì ở Vĩnh Long các nhà thờ đó cả nhà sẽ vẫn tổ chức làm lễ, nhưng mà có điều là không có mở cửa chính để đón những vị khách tham quan. Đó là lý do tại sao mà mình quyết định qua bên thành phố Cần Thơ này để quay chia sẻ với cả nhà về quang cảnh Giáng sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Đây là nhà thờ của chúng ta này cả nhà, nhà thờ ở tại thành phố Cần Thơ nha. Nhà thờ này cũng như là những nhà thờ khác cũng cửa chính là đóng lại nha cả nhà. Nhà thờ An Thạnh. Thấy quang cảnh của người dân ở thành phố Cần Thơ chơi Giáng sinh như thế nào ạ? Rất là đông vui luôn phải không cả nhà? Theo như mình được biết thì dân số mà ở thành phố Cần Thơ đông gấp rất là nhiều lần so với ở tại thành phố Vĩnh Long của mình. Chỗ này là chỗ cây thông Noel, chỗ Vinh cơm nè cả nhà. Có thể nói là các bạn trẻ tập trung ở đây đó cả nhà, chính đường luôn. Cả nhà có thể thấy được chúng ta đang chuẩn bị tiến vào đường Hoa Xuân ở tại thành phố Cần Thơ, vừa được mở trong vài ngày nay thôi, vừa mới được thay đèn mới đó cả nhà, như gắn đèn á. Cứ nhấn đi. Xem nè cả nhà, rất là đông luôn, các bạn trẻ luôn đón Giáng sinh tại cái thông Noel ở Vincom ở Cần Thơ nè. Đây thì những bãi giữ xe là không có còn chỗ trống luôn nè cả nhà.
khiếp luôn cả nhà. Đây là có thể nói là một trong những ngày lễ mà đầu tiên mà mình quay ở xa quê thành phố Vĩnh Long đó cả nhà. Và nó là cảm nhận một cái không khí rất là khác biệt luôn. Hello, hello. Cả nhà xem thấy được cái số lượng người như thế nào. Cái nhà có thấy là những cái đường hoa nghệ thuật ở tại xin lỗi cái nhà, đèn hoa đèn nghệ thuật đó cả nhà, ở tại thành phố Cần Thơ nè đó, với một chiếc xuồng nè chở rất là nhiều trái cây nè, sau đó là có một cô mặc áo bà ba chèo thuyền như vậy, xuồng ba lá phải không ạ? Hello, chào con. Đó, em vui vẻ. Cứ mỗi lần mà tới phút mà có đèn xanh đèn đỏ là chúng ta phải dừng lại như vậy nè. Nhưng mà rất là vui đúng không ạ? Hôm nay là ngày lễ của năm 2021, ngày lễ cuối cùng rồi. Hello, Noel vui vẻ. Sao ra bây giờ mà để phát tiền quyền cũng là một cái vấn đề đó cả nhà. Chút xíu nữa để mình xem có chỗ nào mà bà con khó khăn mà tập trung đông thì mình phát luôn trong buổi tối ngày hôm nay cả nhà. Chứ nhà thờ thì mình thấy là cũng chắc cũng giống như bên Vĩnh Long rồi, không mở cửa chính á, đây cũng không có quá là đông người được. Đây chúng ta thấy được một cái hình cái trống đồng này cả nhà, với cái mừng năm mới là 2022. Đây là xuân Nhâm Dần nè cả nhà.
cả nhà có thể thấy là đèn hoa nghệ thuật mà đón xuân mới của thành phố Cần Thơ như thế nào, rất là đẹp đúng không cả nhà? Thời điểm này mà bây giờ cả nhà muốn mà qua lộ là một cái vấn đề là cũng hơi khó khăn đó, nếu mà cả nhà có thể chạy thì nó có thể đỡ tí. Đây có thể nói là cái tuyến đường 30 tháng 4 là một trong những tuyến đường mà đẹp nhất hàng năm ở tại thành phố Cần Thơ trong một buổi tối đó cả nhà. Tuyến đường này thì lên đến đèn rất là lộng lẫy luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi. Giao thông đứng trực chốt trên đây hôm nay mà chỉ cần là thấy vắng một bên lộ thôi là sẽ ưu tiên cho chúng ta di chuyển sang chợ tiếp tục á, chứ không cần phải đợi đúng đèn xanh đèn đỏ đúng số giây. Tại vì cả nhà thấy bây giờ bà con quá trời đông luôn rồi cả nhà. Nhà thấy như thế nào à? Rất là lộng lẫy đúng không cả nhà? Hello, Noel vui vẻ. Chúng ta tới cái đèn đường chỗ này thì có một những cái tác phẩm là bằng bông lúa này cả nhà, với cây tre này cả nhà, với hoa sen rất là khéo luôn. Phải nói là mình nói là cái ý tưởng của về trang trí. Tại thành phố Cần Thơ lúc nào mỗi năm nó đều đẹp như vậy hết cả nhà, sẽ được thay đổi ý tưởng mới. Đây có một cái Sen City cũng tạo ra những cái cảnh quan để cho người dân có thể là chụp ảnh nè, bị đón năm mới năm 2022 rồi. Thấy như thế nào à? Hello, chào con. Hello, Giáng sinh vui vẻ. Chúng ta đã đi tới cuối đường 30 tháng 4 rồi nè cả nhà. Mà tới cuối đường này thì chúng ta sẽ thấy những cái giọt nước đó cả nhà. Rất là đẹp luôn đúng không ạ?
Đây thì mình thấy gì? Những trái dưa hấu nè cả nhà. Nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tới khu vực vui chơi của những người dân tại thành phố Cần Thơ nha cả nhà, để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn. Đó, thì chúng ta sẽ ra tới khu vực công viên sông Hậu. Thì nó là khu vực bãi cát đó cả nhà, ở tại thành phố Cần Thơ. Phải nói là mình muốn quay phía sau cho cả nhà, chia sẻ với cả nhà lắm, mà thực sự bây giờ số lượng người quá đông á, chạy là dít như vậy không. Giao thông thì giờ phải giữ trật tự như vậy nè cả nhà, để đưa lượng khách mà qua cầu Ninh Kiều không có quẹo qua bên đường đường mà đó là đường gì quên cái tiêu rồi. Ồ, một chiếc xe du lịch gắn hai cái sừng. Nhà cảm nhận như thế nào về không khí ở tại thành phố Cần Thơ à? Xuất sắc luôn các nhà. Đây cầu đi bộ của chúng ta, cầu đi bộ tại Cần Thơ. Tính là những hàng quán đó mà bán ở khu vực mà những nơi tập trung vui chơi của người dân thành phố Cần Thơ thì sẽ bán rất là được. Thì hy vọng vậy cho mừng cho những bà con mua bán trong buổi tối ngày hôm nay, bởi vì họ cũng hy sinh cái khoảng thời gian mà vui chơi cùng gia đình thôi để phục vụ cho chúng ta ăn uống đúng không ạ. Bây giờ là 7 giờ 33 phút nha cả nhà. Ở tại thành phố Cần Thơ thì vào cái khoảng thời gian mà đông đúc nhất là mình thấy từ 8 giờ cả nhà. Nhưng mà trong thời điểm Noel hôm nay thì chắc có lẽ là người dân cũng đi chơi sớm một tí. Đó, tất cả cả nhà thấy gần như là các xe đều hướng về phía công viên sông Hậu đúng không ạ? Có một cái không khí là nó vui tươi lắm cả nhà. Thì công viên sông Hậu là một trong những nơi mà tập trung vui chơi á, của bà con người dân thành phố Cần Thơ đó cả nhà, vào mỗi buổi tối, tức là trong những cái ngày lễ như vậy.
chúng ta đang ở công viên sông Hậu nha cả nhà. Cả nhà có thấy được cái quang cảnh mà đi chơi và chụp hình, ăn uống. Người dân thành phố Cần Thơ là tập trung đông lắm. Mình sẽ đi hết một vòng ha, rồi sau đó là mình sẽ quay trở lại để mình tìm một cái chỗ di xe để cùng mời cả nhà ha đi tham quan công viên sông Hậu nha. Sau quay về thì mình chỉ quay được đường bên ngoài thôi. Nhà thấy những cái đèn bên tay trái đó cả nhà là phục vụ những cái quán ăn mà đang cực kỳ là đông khách luôn. Thực sự thì công viên sông Hậu cũng không biết là gửi xe chỗ nào luôn, chắc lẽ là Đậu Đại đó. Thì ở đây mình thấy là có những cái vạch vẽ như vậy nè, mình thấy là để là cảnh báo đề phòng hút xe, đậu xe không đúng quy định sẽ bị xử phạt. Vậy là chúng ta phải đậu sát lề ở những cái khu vực như vậy, chúng ta không cần phải có bãi giữ xe phải không ạ? Khu vực này thì bà con Cần Thơ nè cả nhà ngồi nghỉ ngơi với vui chơi ăn uống đông hơn. Thì khu vực này đèn sáng hơn khu vực bên kia, nhưng mà bên kia thì có những cái tiểu cảnh á, những cái đèn nhiều màu sắc. Này thì những chiếc xe du lịch 4 chỗ đậu rất là nhiều luôn cả nhà. Bữa nay mà kiếm những hoàn cảnh khó khăn phá chắc hình như chúa cũng hơi khó cả nhà. Thế đa số người dân đi chơi là nhiều. Em đi bán thì chắc có lẽ mà có đậu xe mà đi một phòng cũng được. Khu vực này đang được nâng lề đó cả nhà, thành ra bụi rất là dữ dội luôn. Chắc có lẽ là mình sẽ quay trở lại, quá bụi rồi cả nhà. Nhà đợi mình tí nha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì sáng nay mình cũng chia sẻ với cả nhà về cái khu vực này. Khu vực này là khu vực phường Cái Khế, quận Ninh Kiều nha cả nhà. Đó, mình chia sẻ với cả nhà luôn, rồi chúng ta sẽ ra bên công viên sông Hậu. Khu vực này thì cũng có một cái cây thông Noel đó cả nhà. Rất là đông các bạn trẻ luôn. Rất là đông các bạn trẻ chụp ảnh ở đây. Còn đây là đường Hùng Vương nha cả nhà, quận Ninh Kiều. Mình sẽ quẹo qua lộ. Mình đi ra bên công viên sông Hậu. Giá thị là
Rồi bây giờ mình sẽ mời cả nhà ha, qua khu vực bên đây để chúng ta sẽ đi ra công viên sông Hậu. Bây giờ là khoảng bây giờ là 8:01 rồi cả nhà, 20:01 buổi tối á. Thời điểm này có thể nói là thời điểm giờ vàng đó cả nhà, của người dân ở thành phố Cần Thơ mà đi chơi trong đêm Giáng sinh ngày hôm nay. Để mình xem tên đường này ha cái nhà ha. Đây là đường Trần Văn Khéo nha cái nhà, đường Cái Khế, quận Ninh Kiều, có Cần Thơ. Chúng ta sẽ đi đường Trần Văn Khéo này để ra công viên sông Hậu. Đường phố thì chắc cả nhà cũng cảm nhận rất là rõ ràng rồi đúng không ạ? Dù là mình không có thể nào mà chạy hết những cái thành phố Cần Thơ được, tại vì nó rất là rộng lớn đó cả nhà, mình chỉ đi những cái tuyến đường mà chính và đông đúc nhất thôi. Đó, thì sau đây chúng ta tiến hành thì trao, đó, trao những cái niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày Noel đến với các trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn. Giờ chạy như vậy thì cũng hơi khó cả nhà ha. Hello. Hello. Noel vui vẻ, Noel vui vẻ.
giờ chúng ta sẽ xuất phát ở khu vực này, là khu vực mà có những cái đèn cái nè, rất là đẹp. Bây giờ đợi mình tí nha. Đây mình sẽ xuất phát từ đầu ngã ba đường Nguyễn Thầy. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ mình đã trở ra công viên sông Hậu rồi nha cả nhà. Cả nhà có thể thấy được cái quang cảnh người dân mà đi chơi trong đêm Noel mà ngày hôm nay cả nhà, 24 tháng 12 năm 2021, ở tại thành phố Cần Thơ rất là đông luôn nha. Một cái con số mà cảm thấy là cái người mà đông khủng khiếp luôn. Gần như là mình ở tại Vĩnh Long á, mình chưa cảm nhận được cái số lượng người mà đông như vậy luôn cả nhà. Ở đây chỉ là một trong những con đường nhỏ thôi, thì công viên sông Hậu có những cái chỗ như vậy là rất là đẹp nha. Đó, rất là nhiều màu sắc để cho chúng ta có thể là tham quan chụp ảnh, tạo nên một cái bờ kè đó rất là đẹp. Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ đi hướng qua phía bên đây nha cả nhà, để tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn cũng như là mình trao cái phần quà. Ở đây mình có mua là 80 mấy cây kẹo này cả nhà. Mình sử dụng cái phần quà của bác Phan Quang Cầu để mua kẹo tặng cho các bé trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ở trên công viên bờ kè sông Hậu để chúng ta trao, tiến hành trao các bé nha cả nhà. Giờ tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn luôn. Đó, thì phải nói là cái số lượng mà người dân ở đây mà đi chơi trong buổi tối ngày Noel cùng gia đình rất là nhiều luôn đó nha. Đó, thì ở đây mình sẽ gặp các trẻ em. Hello, chào con. Đang giờ Noel có quà tặng cho con đây. Rồi, đợi chú xíu. Đây. Rồi, Noel vui vẻ nha. Hello, chào con. Đây, tặng cho con phần quà nha. Rồi, Noel vui vẻ. Rồi, đây con. Rồi con, Noel vui vẻ nha. Hello, chào con. Đây, giờ Noel tặng cho con nha. Noel vui vẻ nha. Đó, thì chúng ta sẽ cùng đi tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn, kèm theo đó là cùng mang niềm vui cho các chị em. Hello, chào con. Ông già Noel tặng cho con nha. Ngoan. Rồi, gia đình vui vẻ. Có muốn chụp hình thì nói em dừng lại cho chụp nha. Dạ. Đây. Đây. Đây, chuyển qua đây. Rồi, nên vui vẻ nha gia đình. Ok, chào con. Chào con. Đây, ông già Noel tặng cho con nha. Nên vui vẻ nè. Được. Đây Noel con. Đụng Noel già. Nè nè con, nhìn mẹ kìa, nhìn mẹ kìa. À, chào con. Rồi, Noel vui vẻ nha gia đình. Đây, gửi tặng cho con nha. Đây, đây nè con. Ông già Noel chỉ có kẹo thôi. Đâu? Rồi, mau ăn trống lớn nha. Hai đứa. Ê, mau ăn trống lớn. Vô. Mày. Ê, từ từ mày. Đừng có lấy đôi dép của thầy. Để thầy từ từ, thầy đeo phút trang cái. Không ai dính dịch thì sao? Rồi, ok chưa? Nói chứ. Rồi. Hello, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình. Rồi, mấy con vui vẻ nha. Rồi, cái nhà ơi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Rồi, chào con có ăn kẹo không? Ờ, chứ ông già Noel là không có súng bong bóng đâu nha.
hả? Thì chắc là tiếp tục xuất hiện vào kênh của ông già Noel phải không? Kênh của anh gì chú? Ủa kênh gì ông già Noel? À, kênh của ông là Khương Nhật Minh. Dạ. Ừ, ok. Khương Nhật Minh, TikTok hả chú? À, YouTube. Dạ, TikTok cũng có nữa. Có bán gì bài không? Hello, chào mấy con. Quay TikTok vô. Hello, chào con. Dạ, Noel tặng quà cho con nha. Dạ. Nè. Rồi, Noel vui vẻ. Nha. Yeah. Để con ăn kẹo không? Rồi, chào gia đình nha. Cảm ơn. Dạ. Ngoan. Phải cái này không? Ông già Noel. Đúng rồi đó con. Rồi, subscribe lại. Rồi, chào gia đình nha. Có muốn chụp hình không? Chung với nhà nó anh không? Giờ nó anh đợi lại. Đây. Đây nè, nè. Lại nè. Đây bây giờ. À, con đứng ở đây nè, con đứng đây. Đó. Rồi. Rồi, gia đình đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Cưng quá, ngoan quá. Rồi, chào con nha. Ủa, bữa nay rất là khó tìm những hoàn cảnh những người dân bán vé số quá nha. Nó đều rất là khác biệt luôn. Hello, chào gia đình. Hello, chào con. Giờ tôi anh tặng quà cho con nha. Con nữa hả? À? Rồi, con nữa đây. Giờ tôi anh tặng quà cho con. Đây, nói anh vui vẻ nha. Con nữa luôn phải không? Đây, giờ nên gửi tặng cho con. Rồi. Hello, hai con. Đây, giờ nên tặng quà cho hai con nè. Rồi. Hoàng. Rồi, có chụp hình không? Để em đứng lại cho. Rồi. Không. Em tặng mà tao có tốn tiền. Rồi. Hai con nghe vui vẻ nha. Đây, rồi, đứng đây với em nè. Đây, chụp từng gia đình nha. Qua đây, con qua đây. Đó, không, để em vô chính giữa đi, để em vô chính giữa nè. Đó, rồi. 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 Gia đình đi chơi vui vẻ nha. Nè. Rồi, gia đình đi chơi vui vẻ. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển thôi. À, em giờ nên tặng quà cho con nè. Con lấy không? Ừ, ngàn. Đây em giờ nên tặng quà cho con nha. Ừ. Ngoan. Rồi gia đình chơi vui vẻ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha cả nhà. À. Hello. Chào mấy con. Đây em giờ nên tặng cho con nha. Ừ. Cho xin một cây nữa cho chị hai mì. Rồi, à, cho chị hai mì đúng không? Cảm ơn ông chứ. Đây, ông tặng cho con nè. Cảm ơn ông đây. Tặng cho chị hai nha. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Ngoan. Đi mang niềm vui cô ơi. Dạ. Cái nhà có thấy được cái số lượng mà người dân đang ăn uống và vui chơi trong ngày Noel ở thành phố Cần Thơ không ạ? Đó thì mình sẽ di chuyển ha, ở ngoài và bên trong để cho cả nhà có thể cảm nhận được cái không khí của người dân ở thành phố Cần Thơ vui chơi trong đêm Giáng sinh ngày hôm nay. Có lẽ là mình sẽ đi ra hướng ngoài này nha cả nhà.
Nè chào các con, bây giờ nói em tặng quà cho các con nha. Đây, nghe vui vẻ nha. Đây, đây của con đây. Hello, chào con. Giờ đây anh tặng quà cho con nha. Lấy không? Ngoan. Để con. Để con cầm đi. Sợ cho mẹ không cho hả? Nè con. Rồi, ngoan. Đây, giờ đây anh tặng quà cho con nha. Hello. Đây baby nè, giờ đây anh tặng quà cho con nha. Con cầm được không? Con cầm được không? Con cầm không? Cảm ơn dạ đây. Rồi. Rồi, nên vui vẻ. Đây giờ đây anh tặng quà cho con nha. Ngoan. Hello. À giờ đây anh tặng quà cho con nha. À, đây. Có ai muốn chụp hình không? Có ai muốn chụp hình với ông già Noel không? Chụp hình kỷ niệm nào. Đây. Rồi. Cái đâu qua điện thoại ai chụp đâu. Đây. Đây đây. Đó. Rồi, Noel vui vẻ nha gia đình. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha cả nhà. Nhà thấy bây giờ là khu vực này là chúng ta gần như là không còn kiếm một cái chỗ ngồi mà ngoài lề đường là cũng rất là khó đúng không ạ? Hello. Chào hai con. Đâu giờ này em tặng quà cho hai con nha. Rồi ngoan. Em giờ này em tặng quà cho con nha. Dạ được, dạ được. Dạ được. Nè, nè con lại đây nè, lại đây nè. Lại giống giờ đây nè. Nè, nè nhìn máy qua kìa, nhìn nhìn máy qua kìa. Đó. Trời. Rồi gia đình vui vẻ nha. Hello, chào con. À, giờ đây anh tặng quà cho con nha. Đây. Dạ, con cảm ơn. Rồi, gia đình đi chơi dễ nha. Ông già này anh phải kè tới đây. Phải kè từ nước ngoài nhưng chính hãng Việt Nam nha. Đây, ông già Noel em tặng quà cho mấy con nè. Có ai nhận không? Nè con. Con cảm ơn. Nè con. Con cảm ơn.
Rồi gia đình chơi vui vẻ nha. Đây giờ em tặng quà cho con. Ngoan. Ngoan. Đây gửi con. Ngoan. Hello, giờ đây anh tặng quà cho con nha. Con cầm được không? Con có cầm không? Cầm. Dạ, ăn đi, ngoan. Ăn đi chứ bà, ăn đi. Dạ. Ấy. Giờ đây, rồi gia đình đi chơi dễ nha. Anh muốn chụp hình không? Đâu, gia đình mình mấy người ạ? Đây. Rồi gia đình đi chơi dễ. À, chắc lẽ chúng ta sẽ đi ra hướng này nha cả nhà. Đây giờ nên tặng quà cho con nha. Rồi. Rồi rồi rồi. Đây. Đây nhìn cha nè, nhìn cha kìa. Đó, con nhìn thấy không? Rồi, gia đình chơi vui vẻ nha. Ơi, giờ đây em tặng quà cho con nha. Rồi, ngoan. Rồi, giờ đây em mới tặng quà rồi. Rồi, bán được không gia đình? Dạ. Rồi, chúc gia đình ngoan bán đất nha. Đó, chúng ta đi về thì chúng ta thấy được cái quang cảnh người dân mua bán như thế nào luôn không cả nhà. Đây chúng ta đi ra khúc trong này. Trong đây chúng ta thấy có em bé nhiều. Rồi ông già Noel có quà tặng cho gia đình con đây. Đây ông già Noel tặng cho con nè. Rồi ngoan. Chà con nhỏ mà không biết ăn được không đây. Con gái. Nó cầm được không ạ? Đây. Rồi mẹ cầm nha. Hello ông già Noel tặng quà cho con nè. Ngoan. Đây ông già Noel tặng quà cho con nha. Đây ông già Noel tặng quà cho con nha. Em giờ đây anh tặng quà cho con nha. Rồi có ai muốn chụp hình chung không ạ? Dạ. Rồi lấy điện thoại ra ha. À, chúng ta đi tới khúc này thì chúng ta sẽ quay trở lại nha cả nhà. Tại vì hiện tại bây giờ thì khu vực này là khu vực đang làm đường, thành ra là cái số lượng người cũng rất là ít. Đây. Rồi chúc gia đình vui vẻ nha. Rồi chúng ta sẽ đi ngược ra hướng này nha cả nhà. Hello chào con. Giờ Noel tặng quà cho con nha. Đây. Rồi ngoan. Chúc gia đình vui vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra hướng này để chúng ta đi ngược về bên kia nha cả nhà. Chúng ta đi về thì chúng ta có thể thấy được là hoàn cảnh người dân nè, mua bán rất là kỹ lưỡng đúng không ạ? Đó. À, chúng ta có kẹo bông gòn nè, hộp gà nướng nè, đồ chiên nè. Ngon không con, kẹo ngon không?
đa số trong buổi Giáng sinh ngày hôm nay mình thấy là người dân là mua bán rất là được, nhất là những cái món mà nướng cả nhà. Đó. Có ai chụp hình không? Có chụp không? Không chụp ông già đi à. Ừ. Rồi chúng ta đến đây đi. Đó. Rồi. Đây. Coi chừng bấm lộn quay video á. Đây con đứng nè, con đứng kéo ông già nè. Con nhỏ đứng kéo ông già nè. Đó. Rồi, gia đình vui vẻ nha. À, mình cũng còn. Hello, chào con. Ông già nên pha ke đây. Bây giờ thì mình thấy là người dân hơi vắng vắng rồi nha. Bây giờ hơn như hơn 8 rưỡi rồi đó. Đó. Dạ được, dạ được. Dạ. Đâu? Nè, lại đây với ông già Noel nè. Dạ. Rồi nè, rồi con đứng đây đi, mày chụp cho. Đứng em. Rồi. Nè, nhìn ba nè, nhìn ba nè, nhìn ba kìa. Nhìn ba nè. Chị đứng luôn đi, chị đứng luôn đi, chị Vĩnh đó. Còn thôi chị ẩm đó. À. Còn thôi chị ẩm đó. Dạ. Đó, là gia đình nè. Đó. Rồi, nói em vui vẻ nha gia đình. Ừ. Giờ đang vắng vắng lại cả nhà. Bữa nay nếu mà không giúp được cho những hoàn cảnh khó khăn á, thì tấm lòng của bác Phan Quang Cầu cũng được tạo được niềm vui cho rất là nhiều gia đình đúng không ạ? Có trẻ em nhỏ trong buổi tối Giáng sinh ngày hôm nay. Bữa nay mình sẽ cố gắng mình đi lại khúc kia luôn để mình phát cho nó hết cái phần kẹo của bác Phan Quang Cầu mà nãy mình sử dụng phần tiền bác ấy mua cả nhà là 80.000, mà chỗ bán kẹo bán cho mình được 83 cây. Gần như là các bé khi mà thấy mình đều chào hết nha, rất là thấy cưng luôn không? Đây là cái phần đá hoa cương chắc sẽ lót nền ở khu vực này nè cả nhà. Phải nói sau khi mà thành phố Cần Thơ mà xây dựng lại cái khu vực mà bãi cát chỗ Hàng Dương này nè, thì bây giờ phải nói là chỗ này cực kỳ là sạch đẹp luôn cả nhà ha.
Hello gia đình. À, giờ anh ăn có quà nè. Đây bây giờ em tặng quà cho con nha. Rồi ngang. Đây bây giờ em tặng quà cho con nha. Rồi giờ em tặng quà cho con đây. Rồi gia đình đi chơi vui vẻ nha. Rồi đây bây giờ em tặng quà cho con đây. Ngang gia đình đi chơi vui vẻ nha. Đây bây giờ em tặng quà cho con đây. Yeah yeah. Rồi gia đình đi chơi vui vẻ nha. Dạ cảm ơn anh. Hello gia đình. Đây giờ đây anh tặng quà cho con nha. Đây. Rồi gia đình đi chơi vui vẻ. Dạ. Rồi chào con nha. Thì ông già Noel hết biết vị nào rồi nha. Rồi chào Tina nha. Ôi con bán vé số hả? Năm nay con nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Con đang học lớp mấy? Nhỏ lớn chưa được đi học. Chưa được đi học luôn hả? Tội nghiệp quá vậy. Rồi con có muốn đi học không? Để con muốn mà hết dịch con mới được đi. À, rồi mỗi ngày con bán được bao nhiêu tờ? Mỗi ngày con bán được gần 100. Gần 100 là con lời được bao nhiêu tiền? À, mỗi ngày con bán 100 tờ thì lời 100.000. À, 100.000 rồi con có đưa cho mẹ hay là con để trong túi? Dạ, tại đi. Mẹ, dạ tại mẹ con năm ba chết, mẹ con tù về con ấy với bà nội. Vậy là đây là bà nội con hả? Dạ con chào cô bán đậu phộng hả? Một bịch như vậy cô bán bao nhiêu tiền? Dạ chỉ có 10.000 thôi. Rồi cháu thì nó bán với số phụ. Dạ tại sao cô không bán với số hả? Cô cũng có bán đó mà tại vì cô lỗi không nổi, cô bông bệnh đó. Dạ cô bông bệnh đó. Dạ đây ông già Noel ha, đầu tiên là sẽ tặng quà cho con đây. Rồi ông quà sẽ ông già Noel sẽ tặng cho con một cái phần quà ha, để cho con muốn ăn cái gì đó trong buổi tối ngày hôm nay nha. Đây ông già Noel sẽ tặng cho con 100.000 nha. Cảm ơn gia đình. Ngoan. Rồi chúc gia đình vui vẻ. Con cũng gửi tặng cho cô ha, một phần quà để cô có thể làm để dành mua thuốc uống nha. Dạ. Dạ, đây con gửi đến cô. Dạ. Rồi chúc cô sức khỏe nha. Dạ anh cho con cảm ơn. Rồi, chào con. Con ạ, ông gia đình anh tặng cho con nha. Con ạ đây, thấy đi. Ngoan. Rồi. Cảm ơn gia đình. Gia đình đi chơi vui vẻ. Dạ. Để chụp hình. À, được được. Đây đây cầm máy chụp cho ảnh nè con rồi con à chụp cho em được không chị? Được. À dùng camera sau để chụp hết rồi. Rồi chào con. Dạ kìa con nhìn kìa. Rồi chứ chị. Ủa quay phim hả? Không chụp hình. Chụp hình hả? Ừ. Rồi, bye bye. Rồi, cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Thì nãy giờ đi cũng rất là lâu rồi thì chúng ta mới gặp một hoàn cảnh cũng rất là đáng thương đúng không ạ? À, cháu bé ấy thì không may mắn. Mẹ thì đang thi hành pháp luật. Đó, đi bán thì cũng rất là cực khổ với bà nội. Thì mình tạo niềm vui như vậy với tấm lòng của bác Phan Quang Cầu cũng hỗ trợ được cho bà con khó khăn đúng không ạ? Trong buổi tối ngày hôm nay. Hello, chào hai con. Ông già Noel tặng quà cho con nè. Đây. Ngoan. Đây ông già Noel tặng cho con nha. Rồi, gia đình chơi vui vẻ nha. Dạ.
Đó, cả nhà thấy là những cái hoàn cảnh mà đáng thương như vậy nè, trong cái ngày mà Giáng sinh đó, thì phải nói là rất là một cái thiệt thòi đúng không ạ? Thiếu thốn tình cảm của gia đình, và cha với mẹ đó, sống với bà nội, bán từng tờ vé số, bà nội thì bán từng bọc đậu phộng như vậy. Hello, chào con. Ông giờ nên có quà tặng cho con nè. Đây. Ngoan. Rồi, có chụp hình chung thì gia đình mình lấy điện thoại ra đi ạ. Dạ. Đây, ra chụp hình chung với ông giờ nên nè. Nè. À. Cưng quá nè. Rồi nhìn ba nè, nhìn ba nè. Đó. Rồi, gia đình đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Đây, ông già Noel đây. Đây, ông già Noel tặng cho. Rồi, ông già Noel tặng cho con cái kẹo nha. Ngoan. Ừ. Dạ. Đây con. Ngoan. Dạ đây anh tặng quà cho con nha. Đây. Dạ con. Rồi gia đình đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Bây giờ là chắc 9 giờ đó cả nhà. Đó. Sẵn đây thôi mình sẽ đi hướng bên đây để chúng ta cùng tham quan về những cái lồng đèn đó cả nhà, với rất là nhiều màu sắc ở trong khu vực này. Nãy thì khu vực này là những người dân tham gia vui chơi cái nhà là bích luôn, nhưng mà bây giờ thì dạ đúng rồi, dạ sao anh em xin lỗi em không biết. Dạ rồi rồi à, cảm ơn anh.